Cuốn sách được bình chọn là tác phẩm hay nhất thế kỷ 20 ở Pháp, đồng thời là cuốn sách Pháp được dịch và được đọc nhiều nhất trên thế giới, không phải là cuốn nào xa lạ mà là Hoàng tử bé. Đây là một tác phẩm nổi tiếng, được đọc nhiều nhất và cũng được yêu thích nhất của tác giả Anton de Saint-Exupéry. Tác giả sinh ngày 29 tháng 6 năm 1900 tại Lyon. Saint-Exupéry không phải là nhà văn thường mà là nhà văn phi công. Thời thơ ấu, ông đã có niềm đam mê bất tận với máy bay, thích viết lách và đã giải thưởng trong cuộc thi kể chuyện thời trung học. Vào ngày 31 tháng 7 năm 1944, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, máy bay của ông mất tích trên không phận Địa Trung Hải. Ông sáng tác Hoàng tử bé trong thời kỳ lưu vong khi nước Pháp bị chiếm đóng. Tại New York, chính cái nhìn trầm tư mặc tưởng của ông trước những cảnh hoàng hôn nơi đây đã trở thành một phần không thể thiếu của Hoàng tử bé với buổi chiều 44 lần nắm mặt trời lặn. Năm 1923, sau một vụ tai nạn máy bay, ông đã giải ngũ và chỉ lái máy bay trở lại vào năm 1926. Trong thời gian này, ông đã xuất bản cuốn sách đầu tay Phi công, tiếp đó là Thư phương Nam, Bay đêm và đặc biệt là Sứ con người, giành giải thưởng Viện Hàn lâm Pháp năm 1939. Tác phẩm Hoàng tử bé thuộc thể loại truyện dài với đề tài xoay quanh về một thế giới khô cằn, đáng chán, xa lạ và phi lý của người lớn. Câu chuyện bắt đầu được xảy ra trong quá khứ của nhân vật tôi khi bị những người lớn phủ nhận hai bức tranh do chính ông vẽ, vì vậy đã từ bỏ một sự nghiệp hội họa rực rỡ và bị nản chí. Ông cứ sống cô độc như vậy khi chẳng thể tìm được một người để trò chuyện thực sự. Thế nhưng trong một lần nhân vật tôi gặp nạn ở sa mạc Sahara, ông đã gặp Hoàng tử bé. Cậu đã giúp ông vẽ lại những nét vẽ ngày xưa của mình và hiểu được nội dung bức tranh mà ông vẽ. Mãi đến tận sau này, ông mới biết được cậu đến từ đâu, không phải là một người ở trái đất mà đến từ hành tinh khác. Hoàng tử bé đã thuần hóa được một bông hoa hồng và cũng bị nó thuần hóa lại. Rồi sau đó, không chỉ ở một hành tinh của mình, cậu còn đến các hành tinh khác để có thể kết bạn và trò chuyện với họ. Trên con đường chu du của mình, cậu đã gặp ông vua không thần dân, ông nhà buôn sở hữu các vì sao và ngân hàng, ông ngẫm nghĩ thích được hoan hô, ông nát rượu, nhà địa lý, và rồi cuối cùng đi tới trái đất và gặp nhân vật tôi. Cũng ngay tại trái đất này, Hoàng tử bé đã ra đi về phía muôn vì sao, nhưng những bài học của cậu thì ở lại. Bài học về việc biết thần hóa những gì ta yêu và còn sẵn sàng được thần hóa bởi những gì ta yêu, kể từ một bông hồng. Thành công của cuốn sách chỉ vài tuần sau khi Hoàng tử bé được in tại Mỹ, gần như cùng lúc gồm 260 bản tiếng Pháp và 525 bản tiếng Anh dịch. Anton đã gia nhập lực lượng không quân Pháp. Cuốn sách được dịch ra với 250 ngôn ngữ khác nhau, kể cả phương ngữ, cùng hơn 200 triệu bản in trên thế giới. Hoàng tử bé được coi là một trong những tác phẩm bán chạy nhất của nhân loại. Hoàng tử bé đã cho chúng ta thấy bao điều về nụ cười lẫn nước mắt, niềm vui cùng nỗi buồn thương, cả tình yêu lẫn sự độc đảnh, khó lường của nó, sự nghi ngờ lẫn lòng bao dung, điều hồn nhiên đơn giản là những suy tư sâu thẳm, nỗi đau đớn nhức nhối cho tới sự nguôi ngoai mai hậu, cả cuộc sống phi lý chóng mặt đến vẻ đẹp tĩnh tại dạng người, cái phù du mong manh lẫn cái tự tại vĩnh cửu. Với những trang viết dịu dàng, khó tả, trong sáng, cùng những bức vẽ màu nước nên thơ quá đỗi, Hoàng tử bé thực sự là một ảnh văn chương bất hủ chạm tới bề sâu của tâm hồn con người, nhắc nhở con người về một thế giới khô cằn, đáng chán, xa lạ và phi lý của người lớn. Chúng ta chẳng phải từ trái đất rơi xuống, mà đều là cư dân trên trái đất với biết bao nhiêu quân vương, nhà buôn, người hợp hĩnh, kẻ nát rượu. Bài học về điều cốt tủy chẳng bao giờ nằm ở vẻ bề ngoài, bởi vì người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim. Bài học về vẻ đẹp của sa mạc, bởi vì nó luôn giấu một cái giếng ở đâu đó. Bài học về các vì sao là 500 triệu cái chung biết cười, cũng đồng thời là 500 triệu giếng nước. Vậy nên, giờ đây đối với chúng ta, những người phàm, rồi một ngày kia sẽ được đưa về với đất. Có thể nói, mặc dù được viết bởi ngôn ngữ giản dị, dí dỏm, giàu chất thơ, hướng về tiểu thơ, nhưng Hoàng tử bé sơ xa lại là cuốn sách suy tư, đầy triết lý dành cho cả người lớn. Tuổi trẻ đọc nó để ngu nỗi bậm mình sinh, tuổi già đọc nó để ngấm nỗi nhân sinh.